Rồi. Ok, xin chào tất cả các anh chị em trong webinar ha. Tối ngày thứ hai hôm nay thì như các anh chị em được thông báo trên Facebook là đã mời được hai mẹ con chị Thảo Nam ha, bé tên Linh và chị Thảo vào cái chương trình webinar của châu Âu. Tại vì biết làm sao không? Em đã nghe rất là nhiều về chị Thảo Nam cũng như bé Linh. Ha, thì chú Đinh cũng đã nhắc qua rất là nhiều và em cũng mong muốn á là em biết đó là đây sẽ là một cái chia sẻ thật lòng mà từ trong trái tim, từ trong tâm của hai mẹ con chị. Thì em cũng mong muốn là hôm nay á các anh chị em ở châu Âu á sẽ lắng nghe cái câu chuyện của chị. Ha, thì cái câu hỏi của em cũng cũng đơn giản thôi, cũng không có gì hết. Thì trước tiên thì em muốn là chị ha và bé bé Linh chứ giới thiệu về mình một chút xíu, sau đó thì chị cho mọi người biết đó là cái lý do gì mà chị đã đến được với Nu Skin ha, rồi sau đó em sẽ hỏi tiếp tục ha, mình đi từ từ ha, cho nên là không có gì phải phải lo lắng phải mà sợ hết. Có em đây, có hai vợ chồng em đây, lúc nào cũng cũng coi như là cùng cùng hai mẹ con ha, đi chung cái con đường này ha, cho nên là cứ chia sẻ theo cái tâm mạnh dạn lên nhé. Rồi em xin mời chị Thảo cũng như bé Linh. Dạ thì lời đầu tiên cho cháu gửi lời chào với tất cả các cô các chú ở trên webinar. Cảm ơn cô Nhung, cảm ơn chú đã cho cháu cùng với mẹ cháu cái cơ hội ấy, được ở webinar và chia sẻ với mọi người cái câu chuyện của riêng mình. Thì cháu tên là Linh và cháu hiện nay thì sắp sang tuổi 21, nhưng mà cháu vẫn đang học tại trường high school ở bên này, trường cấp 3 ở bên này á. Và biết đến cái Nu Skin ấy thì là nhờ cho mẹ cháu, người sponsor bảo trợ của cháu dẫn dắt cháu vào Nu Skin, thì cho cháu xin nhường lời lại cho mẹ cháu nói trước. Hay quá rồi, mời mẹ. Nhung nhá, anh Duy chào tất cả các anh các chị nghe bắt bị là trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, chị cảm ơn Nhung, cảm ơn anh Duy đã mời hai mẹ con. Thì chị là Thảo, hai mẹ con này đang sinh sống và làm việc tại Slovakia. Thì đến với Nu Skin đúng là sản phẩm. Chị đầu tiên anh chị Hợp Hương giới thiệu chị dùng sản phẩm. Bản thân chị thì ngày xưa là rất là hay ốm. Ốm thì cái sức đề kháng rất là hại yếu, trong ấy mình lại làm nghề rất là vất vả. Thế nên là mình luôn luôn trong là muốn đi tìm cái dòng sản phẩm và để chăm sóc cho cái sức khỏe của mình á. Bởi vì bản thân chị là nhiều những cái như thể là mình cao hay mọi cái là mình không dùng được, đơn giản là mình phải dùng được những cái dòng sản phẩm thì anh chị ở Phương giới thiệu thì là mình dùng. Thì là trải nghiệm cái sản phẩm đầu tiên là thì trải nghiệm sản phẩm đa anh chị giới thiệu vào, thế nhưng mà trong cái thời gian đầu tiên đó, là không có ai ủng hộ mình hết, bản thân gia đình tất cả những cái người thân đều là bác hết, Trong đó có cả cháu nữa cô. không 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 ai ủng hộ luôn đó. Nhưng không ai ủng hộ luôn, mà cái thời gian đấy thì là có nghĩa là mình chỉ biết là cái niềm tin và cái sản phẩm á, nhưng niềm tin mà tự nhiên là làm cho mình dùng 1-2 tuần đầu mình cảm thấy nó đã khác hẳn rồi, mình cảm thấy khỏe, mình cảm thấy cái làn da nó cũng khác. Lần đầu tiên anh chị đặt cả máy, tất cả một các thứ máy G3 rồi massage rồi làm những sản phẩm R2 Life Pack rồi Mega GV rồi uống, thì trong 2 tuần thì vẫn nói với cháu Linh và nói cả nhà cái sản phẩm này tốt lắm, dùng và cảm thấy nó khác lắm, nhưng mọi người vẫn cứ bác á Nhung, mọi người vẫn cứ không 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 tin. Thôi là mình bảo là làm thế nào mà trong đó một cái người mà hầu như trên mạng này mình không biết gì hết, internet không biết, mà cái quan hệ đi ra ngoài không 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 va chạm, nói chung là không va chạm nhiều, đi để đi những cái cuộc để đi nói chuyện nhiều, nên là rất là cái người mình là rất là nhút nhát đấy. Thế nhưng mà thế rồi là mọi người là nói đến chia thì mình cứ mạnh dạn mình giới thiệu sản phẩm. Thì trong cái thời gian đầu tiên á là may mắn là có những người như Vũ Đoàn này,
có chị Eva Thủy, có như đội nhóm ở Việt Nam cô Trần Bích Nga, thì là cứ có nghĩa là mình lại làm việc thì làm vẫn đến đêm, không có thời gian nhiều nghe Vina như bây giờ đâu, có nghĩa là còn dành còn nhiều hơn và có con gái giúp đỡ nhiều, thế nên đây lúc đấy là còn chỉ có nghe lại thôi. Thế nhưng cái niềm tin ở cái sản phẩm làm cho mình cứ cố gắng nỗ lực, mặc dù mọi người bác lắm. Con gái thậm chí có những lúc mà nhờ đặt hàng, khách đặt hàng mà nhờ con gái không giúp cho một tí nào, cứ khất lần khất lượt khách hết tuần này đến tuần khác lại bảo em vẫn chưa đặt được, chưa có, cứ lại cứ khất. Con gái thì bác cứ nhất định không, thế rồi là cuối cùng thì cũng vẫn là cũng đặt được thôi, dần dần thế là mọi người cũng đã có trong cái đội nhóm làm cho mình có một cái động lực á, mình cứ cố gắng. Thế rồi dần dần cái sản phẩm ạ, đây lại chia sẻ là cái lúc mà mình giới thiệu sản phẩm cho khách ạ, thế rồi là mình thì đang giới thiệu Nu Skin cho khách để chăm sóc. Con gái thì cứ cô ơi cô ra siêu thị cô mua cái kia cái tốt lắm cháu đang dùng, nghĩa là con gái còn bác đến mức độ người thân của mình còn bác không ủng hộ một tí nào. Nhưng có biết là có những lúc như thế chị khóc rất là nhiều luôn, tủi thân lắm luôn, không có ai ủng hộ mà mình đi. Nhung biết là đi cái giới thiệu cái này để cho mọi người, 10 người thì cũng có thể chỉ vài người mới đâu người ta nghe thôi, bởi vì còn còn đâu họ cũng bảo là thế nọ thế kia, họ không 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 nghe lắm. Thế nhưng mà mình cứ cố gắng mời, không mời một lần Nhung ạ, có những lúc có những cái khách có các chị rất là bác luôn, nói một lần vẫn cứ không, mình lại cố gắng lần sau lại mời lại họ chị, đến lần thứ ba rồi các chị đấy cũng là cũng đã dùng những cái sản phẩm, cái dần dần có một lượng khách hàng, dần dần thì tự nhiên là có những cái ngày là có mà thêm cái động lực nữa là lên được, tự nhiên thấy mọi người chúc mừng lên đấy, cứ tiếp cũng chả biết chết thứ thích là cái gì cả thì mọi người chúc chúc mừng chúc mừng chúc mừng, thế là xong rồi đấy bảo đấy nhá, bảo với con gái mẹ được lên cái này mẹ này, nó vẫn còn cứ bác cơ, nó vẫn đặt xong vẫn cứ đặt hàng cho mẹ giúp mẹ nhưng không để ý đến gì. Thế xong rồi bảo là con cứ dùng thử những cái dòng sản phẩm này, con đắp mặt nạ cùng mẹ này, con rửa sữa mặt cùng mẹ này, con làm những cái gì cùng mẹ này, mẹ đặt tất về đây con dùng đi, Rồi dùng cũng thử đi. bị sản phẩm thuyết phục với cô. Thế rồi là tự nhiên vào dần dần là bị thuyết phục, bị ôi của con tự nhiên mẹ ơi sao con dạo này xong mà tự nhiên con dùng cái này thấy mịn thấy thích đấy. Thế thế là dần dần là con gái vào, thì từ lúc con gái vào thì một cái được mình được một cái san sẻ, là một cái nó đỡ hẳn rất là nhiều luôn, cái tự nhiên nó vào cho mình thấy động lực nữa, thì là mình lại càng cố gắng càng cố gắng. Thì là con gái bây giờ là như thể là một cái cánh, một như mình cứ chia là một trợ lý đắc lực luôn á, thì trong mọi cái thì mình chỉ Wow. là giới thiệu sản phẩm, còn con gái là giúp mọi trong mọi vấn đề đấy. Trời ơi, mẹ cháu luôn luôn nói với cháu là để mà thuyết phục được con vào cũng là cả một cái quá trình khó khăn gian nan của mẹ. Nghĩa là thành công lớn nhất của mẹ khi làm Nuskin là thuyết phục được con vào làm Nuskin với mẹ. Cháu là Đúng một đúng người cực kỳ khó về những cái vấn đề như thế này, và không 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 có ủng hộ mẹ cháu khi mà mẹ cháu mới đầu bước vào làm Nuskin, nên cháu là người người phản đối mẹ cháu nhiều nhất trong gia đình, phải nói là như vậy. Nên là khi mà bây có giờ nhiều cái có những lúc mà nhờ con không được, nhờ chồng chồng cũng không, nhờ mà đặt hàng người ta cần người ta giục mà mình khóc mình trời ơi tủi thân mà, thì lúc đấy thì may những cái lúc đấy đúng là có cái đồng cái đội ngũ trong cái này chị thấy rất là hay luôn, mà tất cả trong mọi cái không bao giờ có được đó là cùng một cái đội ngũ, mặc dù tất cả ở xa mọi người ở xa, anh chị giới thiệu chị vào trong ở đây một mình ở Slovenia không có ai, ai cũng bác một mình mà chỉ có một cái niềm tin vào sản phẩm mà mình cố gắng cứ mời rồi có một lượng khách hàng nhất định. Thì vẫn nói chuyện với Đoàn là Đoàn ơi chị không cũng không biết làm cái gì, nhưng chị chỉ có biết là chị mời được khách sản phẩm đến khách hàng thôi, mà bây giờ mọi người đang dùng rồi. Vũ Đoàn ạ, cố chị cố lên cứ mời đi cứ mời khách hàng đi. Thế thế rồi là bây giờ bảo mọi người không ủng hộ chị lắm, gia đình không ủng hộ, nhưng mà chị cứ cố gắng. Thế rồi là chị Ava Thủy như tất cả mọi cái chị đều tag tên trên Facebook, thậm chí những cái mà để cho lên Facebook chị còn không biết làm không biết làm luôn, không biết là cái gì luôn. Thế nên là thì mọi người đấy cứ bây giờ gọi phòng gọi điện ôi chị ơi em chưa biết làm cái gì đâu, chị có gì chị cứ giúp em, chị cứ giúp em. Thế rồi trong cái đấy là có một cái đứa em gái em thì gọi là đi sang bên này là thế nhất kiểu chị em gái, thì có em Điển đấy luôn luôn là cái người luôn luôn lúc nào cũng là cái người bên cạnh, lúc nào cũng những cái lúc khó khăn nhất, những cái lúc mà mình cảm tủi thân nhất
là có luôn luôn có những các đồng như kiểu bây giờ là Cộng đồng sự đội trong cộng sự trong gia đình Nuskin á. Trong lúc đấy thì là mọi người á. giúp đỡ mình rất là nhiều trong cái lúc ngày đầu tiên, những cái mấy tháng đầu tiên đi vào, và đến được cái hôm nay thì cũng cũng Thành còn công cái nho nhỏ. nhỏ nhỏ cũng chưa được gọi là, nhưng mà mình con đường này mình cố gắng nhất định sẽ Mình còn đi dài lâu quá cô. Dạ đúng đúng rồi. Wow, nghe Còn chị chúc nhá. mừng chị, chúc mừng lên luôn Không, thấy nha. cái thành công lớn nhất của chị bây giờ là có con gái của chị đồng hành với chị, là cái đó là mừng nhất đó. Hạnh phúc Tôi lắm á rất là hạnh chị. phúc đó. Dạ thấy hai mẹ con rất là dễ thương, rất là hợp với nhau đó, cho nên là em thì em thấy là thật ra thì cái bước đầu chị đi nó tuy nó rất là khó khăn đúng không đó, nhưng mà bây giờ nè, bây giờ là có bé Linh nè đó, bây giờ bé Linh sẽ luôn luôn ở cạnh mẹ nha bé nha, để cạnh mẹ ủng hộ cho mẹ, tại vì dù sao đi chăng nữa cũng là hai mẹ con ha, có vui buồn gì lẫn lộn mình cũng nâng đỡ nhau, nhưng thật sự á làm tuy ở bên trong gia đình mình á là gia đình mình rồi, nhưng mình có gia đình thứ hai đó là gia đình Nuskin, thật sự là vậy đó, mà gia đình Nuskin thì không không bỏ mình đâu, tại vì họ luôn luôn họ có những mấy cái lời nói, những mấy cái hành động để mà có thể nâng đỡ mình, chứ họ không không bao giờ họ vùi vùi dập mình đâu, nhưng mà thì đương nhiên mình phải đi kiếm đúng cái người để mà mình nói chuyện đúng không, nhưng mà thường thì đa số ai cũng muốn mình được tốt hết đó, còn gia đình là vì lý do gia đình mình sợ, sợ mình bị lừa thôi, hoặc là sợ cho mình Lo thôi, lắng. đó là cái lo lắng của gia đình mình đó chị, nhưng mà một khi mà họ thấy mình càng ngày mình càng bước đi và vững chắc, và càng ngày mình càng tốt hơn, đẹp hơn và tự tin thay đổi đó, thì họ sẽ nghĩ lại và họ sẽ thấy là ở đây là cái gì mà có thể thay đổi được cho vợ tôi, thay đổi được cho con của tôi tốt hơn ngày xưa, thì chắc chắn là họ sẽ suy nghĩ lại chị. Cho nên là mình phải tốt hơn, cái gì mình cũng cũng phải tốt hơn. Đó thì điều đó chị đã làm được rồi, chị đã chứng minh được điều đó cho con gái của chị. Đó, cái đó là em rất là vui và chúc mừng cho chị. Dạ. Thì coi như là đó, như các anh chị em ở trong đây thì em biết cũng có khá một số người cũng có cái tình trạng như chị. Thật ra hầu như là cái số đông là gia đình không ủng hộ hoặc là bạn bè không ủng hộ đó, nhưng mà nếu như và con cái nữa ha, nhưng mà cái niềm tin đó em thấy như chị nói đó, khi mà chị nói cái cách cái em cảm nhận được cái niềm tin của chị khi chị nói rất là thật từ ở trong cái tâm của chị, em biết được điều đó. Và em cái đó là mọi người đều nhìn ra được nha. Đó thì cái đó là cái thành công của chị, coi như là chị đã đi được một bước rất là xa rồi, chỉ có cần còn lại nữa đó là mình học mà mình phải hành ha chị ha, mình phải hành hành động, mình không thể nào mình học rồi mình đứng yên đó được đó, thì cái mà chị hành động là cái đi mời người mời người mời người đó, người nào mà chưa nhận lời á mình không sao hết, để qua một bên để mai mốt mình có thể mình mời lại thêm một lần nữa, mình không bỏ cuộc nha. Đúng rồi đấy, Rồi như chị đấy cũng thế, có những cái khách hàng chị mời nhá, nên là chị vẫn bảo là đấy, trong gia đình mình cũng phải có thời gian để thuyết phục, để thợ sản phẩm thuyết phục nữa cho những cái người thân của mình, huống chi là những khách hàng, nên là mình vẫn muốn là ai đi vào cái bước đầu tiên vào Nuskin cũng rất là khó khăn, cũng dặn gặp rất là nhiều cái chông gai, cũng phải nói là có nhiều lúc hầu như ai cũng cảm giác là nó như kiểu như có những lúc nó tủi thân lắm, không biết là có nhiều người có tình trạng như chị không, nhưng có nhiều lúc chị khóc rất là nhiều vì chị tủi thân. Thế thế nhưng mà trong lúc đấy thì mình mời có những cái người họ có thể họ chưa lắng nghe, nhưng mình vẫn tiếp tục kiên trì nhá Nhung nhá, chị vẫn tiếp tục có những cái chị khách hàng đến 4 lần chị lại gọi điện, chị ơi tình hình dạo này thế nào, chị như thế nào, thế mà cuối cùng lần thứ 4 có lúc là chị alo cho chị bảo là em chị ơi dạo này em ơi dạo này chị rất là đau người mệt này, chị cần những cái này, thế là chị bảo ok em sẽ tư vấn cho chị, em sẽ giúp chị. giúp cho chị tìm được cái dòng sản phẩm tốt để chị Đúng rồi. dùng, chị cứ dùng đi đấy, thì trước cái khi là mình thì như thế là bản thân phải trải nghiệm một chút sản phẩm, và thứ hai nữa là nói chung là mình phải tìm hiểu về dòng sản phẩm đấy, cứ nghe lại Đúng. các webinar hoặc là tìm hiểu trên tất cả trên trên YouTube công dụng của những cái dòng sản phẩm, để khi khách hỏi mình có nghĩa là không nhiều, nhưng mà khi khách hỏi mình có thể nói được lên
cái tên thuốc của cái sản phẩm để cho khách hàng. Thế là tự nhiên đến bây giờ có nhiều người bảo là chị em nhá, chị vẫn theo dõi em thường xuyên, tuy chị chưa dùng sản phẩm, chị em mời chị vẫn theo dõi em cả một năm trời đấy. Chính Bắt đầu từ xác. họ vẫn theo dõi theo mình, họ vẫn xem con đường đi mình đi như thế nào, có thành công hay không, là nên là người ta cảm thấy mình thay đổi từng ngày, thì đến một lúc nào đó người ta sẽ nhìn nhận lại là họ sẽ xem sẽ thử và sẽ tìm những cái sản phẩm này. Bây giờ Đúng rồi chị. Thì mình còn giờ nha, cho nên không sao hết, hai mẹ con sẽ được nói nhiều trong ngày hôm nay. Thì em cũng nói là vì cái sản phẩm nó quá tốt, tại vì mình đi nghiên cứu rồi mình đã biết là sản phẩm này là nó giúp người thôi, có nghĩa là trước sau gì á nó cũng giúp cho cái sức khỏe của con người tốt, cho nên là mình với kiên trì và mình với gọi là hận lì á chị, phải gọi là như vậy á, để mà đi chia sẻ nữa nữa. Còn nếu mà mình biết cái sản phẩm này nó chỉ được một cái thời thời gian ngắn, hay là nó không giúp gì cho mình một thời gian, cho tương lai của mình, thì mình không có đến nỗi mà mình cứ đi mình nói nhiều đến như thế đâu. Cho nên là đôi lúc mình biết là một ngày nào đó gia đình mình và bạn bè của mình cũng sẽ hiểu được thôi, nhưng mà cái đó là thời gian. Thì em cũng xen kẽ vào một chút xíu là cái chuyện như vậy, giống như chị nói á, là đôi lúc chị phải khóc lên vì gia đình không tin, vì anh em không ủng hộ. Thì thật ra thì tụi em cũng chia sẻ chút xíu là trong một thời gian ngắn đây, có nghĩa là vài ngày trước thôi, tụi em cũng mới được biết đó là bên gia đình bên ông xã cũng mới được biết đây. Anh em ha, thì cũng có một số anh em xài, nhưng còn một số anh em chưa tin và không xài. Và khi anh ấy chia sẻ cho ông anh này á, thì ông anh này nói là anh chưa cần đến cái sản phẩm này đâu em, anh chưa cần đến. Thì em biết ông xã em buồn lắm chứ, vì trong gia đình đã có coi như là ba người mất vì ung thư rồi, và cũng có bị bệnh ung thư nhất đó, không phải ông xã em đâu, nhưng mà trong gia đình. Nhưng mới biết đây là anh của anh á mới đi mổ, đó là một cái bướu ung thư đó, nhưng mới cho biết là mổ xong mới cho gia đình biết. Thì lúc đó tụi em cũng 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 nó đau á, có nghĩa là chính cái người mà mình đã chia sẻ một năm nay, nhưng mà người đó không cần đến, chị anh chị hiểu không, mà đó là anh của anh đó, cho nên là lại thêm một người bị nữa rồi. Cho nên là tụi em rất là coi như là tụi em không, đôi lúc không biết phải nói làm sao, mà vẫn chưa dám nói luôn. Anh ấy mới mổ cho nên cũng chưa có dám dám nói về cái này nữa, cho nên tụi em sẽ để một thời gian nữa rồi cho anh hồi phục lại, rồi sau đó tụi em cũng sẽ phải nói thêm một lần nữa, tụi em không thể nào bỏ qua được, đúng không? Tại vì đúng ung rồi. thư có thể trở lại nữa, cho nên là tụi em, anh ấy có ghét đi tụi em đi chăng nữa, hoặc là có cảm thấy tụi em lì nói nhiều đi chăng nữa, tụi em sẽ phải nói thêm một lần nữa. Cái đó là cái chia sẻ mới đây của tụi em ha, cũng nghe cũng rất là đau buồn ha, nhưng mà cũng đã qua khỏi cái mổ phần đầu tiên ha. Ok, vậy thì em đi tiếp nè, là bây giờ này em Linh, quên, bé Linh nè, về cái webinar hôm bữa đó, cháu chia sẻ về cái webinar, là cô muốn cháu chia sẻ thêm một lần nữa, webinar đã giúp cái gì cho hai mẹ con cháu này? Trước khi để chia sẻ về cái webinar thì cho cháu nói thêm về cái chia sẻ của cô. Theo cái ý nghĩa của cháu thì cháu nghĩ là mỗi một nhiệm vụ của những người mà khi mà họ cam kết họ muốn làm Nu Skin ấy, thì cháu nghĩ là cái nhiệm vụ của mình khi mình làm Nu Skin này mình chia sẻ cho tất cả những cái người khi họ chưa dùng Nu Skin ấy, để họ chú ý đến sức khỏe của họ và để họ chú ý đến cái chăm sóc cái làn da, cái sắc đẹp của họ ấy. Thì đấy là cái nhiệm vụ của mỗi một người Nu Skin mang lại cho những cái người mà chưa có dùng Nu Skin. Và cháu nghĩ là nếu mà bác sĩ là để chữa bệnh ý, thì cháu nghĩ là những cái người dùng Nu Skin và người chia sẻ phẩm dùng Nu Skin là những người phòng bệnh, mà ở Việt Nam có câu là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh ấy. Thế nên là mọi người không có nên ngại khi mà mình phải chia sẻ một cái sản phẩm gì đấy của Nu Skin, bởi vì mình không biết là cái sản phẩm đấy có thể sẽ giúp được bao nhiêu người. Thì là để cháu đến cái suy nghĩ của cháu về cái công việc này. Đúng đúng, quá hay. Cảm ơn cháu rất là nhiều. Vâng. Và về cái webinar ấy thì
Ở bên này cháu cháu cũng sang được 7 năm rồi, thế nên là cháu cũng biết một chút về cái tiếng địa phương ở đấy, thế nên là cháu có cái cơ hội được tham gia rất là nhiều khóa OTG số 7 ấy, hệ thống số 7 ở bên này cùng với lại rất nhiều cái đội nhóm của Tây ấy. Và cháu hôm trước thì là cháu có nói chuyện với một cô ở bên này, cô ấy hỏi cháu là tại sao cháu có thể gia đình của mẹ cháu đó, hai mẹ con có thể làm được Nu Skin ấy, thì cháu mới chia sẻ với cô ấy là ở đội nhóm của cháu thì là có webinar hàng ngày, thậm chí là có ngày còn có 2 lần webinar, có webinar ở Mỹ, có webinar ở Việt Nam, có webinar của châu Âu. Và cô đấy nhìn cháu bằng một cái mắt rất là ngạc nhiên, mà tại sao lại có thể có nhiều webinar như như vậy, trong khi đó đội nhóm của cô đấy ở bên này là chỉ có một webinar trong vòng 1 tháng, và một lần đấy là chỉ có chia sẻ về một vài sản phẩm thôi. Ví dụ như tháng trước chia sẻ về R2 ấy, thì tháng này mình sẽ chia sẻ về Life Pack hoặc một cái sản phẩm gì đó. Và cô ấy nói là trời ơi, tại sao cháu ấy may mắn như thế, được ở trong một đội nhóm mà mình có cái cơ hội được nghe webinar rất là nhiều như vậy, có quá nhiều webinar, có quá nhiều cái cơ hội để mình có thể học hỏi, mình có thể kết nối được các đội nhóm khác ở ở những cái đất nước khác nhau. Thì cháu mới nghĩ lại và cháu mới nói với mẹ cháu là ôi trời ơi, mẹ ơi, nhiều khi con với mẹ còn không có để ý đến cái webinar, nhiều khi mình lấy cái việc cái cớ ấy, là mình bận việc nọ bận việc kia ấy, mình không có trân trọng được cái webinar, bởi vì ngày trước thì cháu vẫn nghĩ là hầu như đội nhóm nào cũng sẽ có webinar hàng ngày như vậy, và cháu không không có nghĩ được là mình lại là một cái thành viên gọi là may mắn như vậy khi mà mình được ở trong cái đội nhóm của Bắc Ninh, nói chung nó được có cái cơ hội được nghe nhiều webinar, được học hỏi nhiều như vậy. Nên là cháu muốn chia sẻ với các cô, các chú là giống như hôm trước cô Nhung có nói với cháu là cháu đối với Nu Skin ý, cháu hãy 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 tìm cách để thành công, chứ không phải là tìm cớ để từ chối nó. Thì cháu nghĩ là webinar cũng là một cái cách để dẫn đến tất cả những cái người mới đầu muốn thành công Nu Skin. Dạ yeah, đúng rồi, hay lắm. Cho nên là các anh chị em nào mà đang ở trong webinar rồi đó, là các anh chị em kiếm cách để mà vào đó, chứ không phải kiếm cớ nha. Thì chúc mừng tất cả các anh chị em trong webinar hôm nay. Thì ok, vậy thì để tiếp theo cái câu hỏi là ok, lát nữa đó là mình sẽ có những câu hỏi dành cho hai mẹ con nữa nha, tại vì hôm nay là cái chương trình của dành riêng cho hai cha hay hai mẹ con. Thì không biết được là trong thâm tâm của chị Thảo còn cái gì muốn coi như là muốn chia sẻ cho các anh chị em biết nữa không, về bất cứ chuyện gì, có cái gì nó nằm ở trong đây nè, thì chị có thể chị nói ra ha, cái đó cho chị tự do. Thì mới đầu con đường mình vào Nu Skin á, thì vẫn nói là nó khó khăn, nó vất vả, thì con đường nào dẫn đến thành công cũng có, nó cũng rất là khó khăn. Nên là tất cả các anh các chị mới bắt đầu bước chân vào nên cố gắng, nên có cái niềm tin về cái sản phẩm, nó quá chất lượng, quá tốt luôn. Mình cứ mạnh dạn, mình cứ chia sẻ, đừng ngần ngại, có nghĩa là đừng bao giờ để lỡ cái cơ hội á. Đây là mình được biết đến cái cơ hội là mình may mắn, thật sự là may mắn. Đến bây giờ cảm ơn tất cả, cảm ơn cái anh chị đã giúp cho chị để biết đến Nu Skin, và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong những cái lúc khó khăn đấy. Thế chính vì thế mà mình luôn cùng nhau đồng đội, luôn luôn cùng nhau có nhau, nên là ai mới vào đừng nghĩ là đừng không phải là cô đơn một mình mà là không không dám mời hay là không dám nọ kia. Cứ nhiều người mới đầu cũng cứ ngại, giống như bản thân chị đầu tiên cũng thế, cũng ngại, nhưng mà sau mình nghĩ mà ôi, đây là một cái công việc chính đáng, một cái công việc mà cảm thấy là mình cảm thấy nỗ lực bằng cái sức của mình, bằng cả những cái gì của mình, chứ không phải là tự nhiên mà nó có mà nó đem lại. Mình phải cố gắng nỗ lực thì nó sẽ có, nên là không ngần ngại. Người nào có thể chưa nghe cứ cố gắng mời, cứ cố gắng kiên trì, thì nhất định một ngày nào đó họ sẽ nhìn nhận và họ sẽ nhìn thấy bản thân mình thay đổi và nhìn thấy mọi cái, rồi người ta dùng một thử sản phẩm, mới đâu chỉ dùng một thử sản một thứ hai thứ thôi, sau dần dần họ sẽ tiếp đến, có những cái họ sẽ dẫn tiếp. Nên các anh các chị, nên em, nên là em cũng muốn là mọi người hãy cố gắng lên, đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình thay đổi được, để cuộc sống của gia đình mình, để cho con cái mình, để cho gia đình lại đoàn kết, con cái bố mẹ gần nhà vui và con cái đấy. Nên là nó kết nối yêu thương mà, No Skin là tình cảm, No Skin là kết nối đoàn kết yêu thương mà đấy. Thế nên là mọi người ạ,
coi nhau, gặp nhau lần đầu tiên, tuy ở các nước một lần đầu gặp nhau mà nói chuyện mà có khi cả hàng tiếng, 2 tiếng đồng hồ không hết chuyện. Đấy, nên là cái sự cảm không có một cái gì ở đâu có được. Gặp nhau lần đầu mà cảm thấy thân thiết, cảm thấy rất là, chính vì thế mà trong cái môi trường như Kim cho mình rất là nhiều thứ, rất là có giá trị, rất ý nghĩa. Nên mọi người hãy cố gắng lên nhé. Nên là trong gia đình, nên là lúc nào cũng thế, mình vẫn nói với con và nói với mọi người trong đội nhóm, mình làm là vì tình cảm, chưa không đặt một cái gì lên sắt. Làm để mới đầu cũng thế, giới thiệu sản phẩm chỉ biết là sản phẩm tốt, giới thiệu cho mọi người chỉ nghĩ là đơn giản như vậy, rồi sau này mình làm được một cái thành quả nào đó, công ty sẽ không bao giờ phụ mình, bởi vì mình làm theo công sức của mình, đến đâu thì công ty trả mình đấy, đến cái thưởng đến đấy. Nên là mới đầu mình cứ nỗ lực, càng mời được nhiều người để biết đến sản phẩm, chỉ cần mọi người biết đến sản phẩm thôi, chỉ cần biết đến dù nhiều hay ít, nhưng mỗi một người Việt Nam hoặc mọi người trên kể cả các nước khác, nên là biết đến sản phẩm để dùng đến, để biết chăm lo cho cái bản thân mình, chăm lo sức khỏe, chăm lo cái gia đình nhà mình. Cái ước mơ của mẹ cháu ấy cơ, ước mơ trong thời gian tới đây của mẹ cháu là mẹ cháu muốn là mỗi một gia đình ở trên đất nước Slovakia, mỗi một gia đình đều phải biết đến sản phẩm Nu Skin và đều phải dùng sản phẩm Nu Skin. Đấy là cái ước mơ mẹ cháu nó, lúc mà mẹ cháu bắt đầu vào làm Nu Wow, Vậy là quá là quá tuyệt tốt vời. đó. Vâng, vậy thì chúc Là cho càng hai thêm mẹ con coi như là đạt được cái ước mơ đó nha. sức. Con mẹ cùng con đi là sẽ thành công. trợ lý đắc lực Rồi. rồi. Đúng rồi. Không là thấy cũng mừng đó là tuổi trẻ bây giờ mà có một cái ý nghĩ mà thường là tuổi trẻ thường hay là đi vô trong cái mạng Google đó, cái nào là nó tiêu cực là hay là nói lắm, cho nên tuổi trẻ mà có một cái cách tích cực, suy nghĩ tích cực là rất là mừng cho cháu. Dạ vâng. Rồi, mừng. Thường thường thì mình hay đi kiếm cái tiêu cực trước để mình coi xem như thế nào. Nhưng mà khi mà mình kiếm cái tiêu cực rồi thì mình không thể nào mình đi kiếm được cái tích cực hết. Cho nên là các anh chị em nên đi kiếm cái tích cực trước. Tại vì cái tích cực có nhiều khi nó nhiều hơn nữa, mình phải coi cái số đông ha, là người ta nói như thế nào và vì lý do tại sao nó phải có cái lý do nữa, đúng không? Chứ không phải là không có đâu. Đó, nhưng mà nếu mà cái số đông á mà người ta tích cực nhiều thì mình nên cũng đi tìm hiểu về cái tích cực hơn là về cái tiêu cực. Mà cô chị có biết là bên Nuskin nó vô Slovenia khoảng bao năm rồi không chị? À, chị biết về từ cách đây khoảng 6 năm. Chính vì cái đây là một cái Chín năm, chín năm, chín sáu năm rồi. sáu không sáu bảy năm á, thì đây là một cái lần đầu tiên mà chị vào Nuskin nhé. Đó là một cái mà để cho chị đúng là đến cái thành công hôm nay, là từ lúc lúc đấy là mình cái lần đầu tiên, có một lúc đấy mới sang được khoảng độ 2 3 năm, có một anh cũng giới thiệu về Nuskin này, nhưng mà họ giới thiệu với mình một lần và không đủ thuyết phục để mình dùng sản phẩm. Chứ lúc đấy cũng rất là ốm yếu, cũng rất là thích dùng sản phẩm, chỉ bởi vì mình thật ra là trong ngành làm đẹp, thứ nhất là mình thích thích trẻ đẹp đấy, thứ hai là mình thích khỏe. Thì lúc đấy anh thì nói không thuyết phục, thì xong rồi có một lần đấy, xong lại gọi điện hỏi anh mà, anh ơi ngày xưa có phải anh mời em sản phẩm Nu Skin không? Anh bảo đúng rồi. Thế xong rồi anh ơi sản phẩm đấy anh phải cảm thấy thế nào, bảo là cảm giác đấy thì tuyệt vời, tốt lắm. Chính vì ngày xưa anh không thuyết phục mình, chính vì nói mời một lần mà không đủ thuyết phục, chính vì lấy đấy là mình xong là đến lúc là mình mời khách hàng, không bao giờ bỏ lỡ, không bao giờ mời một lần, nhung nhá. Tại vì nếu mời bỏ một lần thì người ta sẽ không để ý đến, giống như mình ngày xưa mình cho qua không để ý đến. Thế nên là cứ phải kiên trì mời thêm lần tiếp 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 đấy. Thì xong bắt đầu khi họ đến, tại sao chắc là tốt nên người ta mới mời mình nhiều, hoặc chắc là tốt là thiệu là, hoặc là mình cứ thử xem. Chính vì thế nếu như ngày xưa anh ấy mời thêm vài lần nữa, có nghĩa là cái độ độ người ta nói làm cho mình thuyết phục về sản phẩm thì chắc chắn ngày đấy đã dùng rồi. Thế nhưng mà ngày đấy không đủ, chính vì thế nó làm cho mình một cái để nha, mình sẽ mời khách hàng mà không bao giờ mời một lần, nhưng nha, khách hàng bất cứ một khách hàng nào không ngần ngại không mời một lần mà mời tiếp 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 đấy. Đúng rồi. Người người Việt ở cái chỗ chị ở đông chị?
Cũng khoảng không biết là vào Không nhớ mấy nhỉ, nghìn người, mấy nhưng nghìn người mà ở rải rác khắp cả nước, khắp cả nước. tại vì dân ở Slovenia chỉ có 5 triệu dân thôi, Nước nước nhỏ nước lắm, nhỏ lắm, nhỏ bé xíu quá. nên là người Việt À, Nam người ta so hay với nói, cả người ta hay nói là Slovakia là trái tim của châu Âu ấy, tại vì nó là một cái nước nhỏ ở nằm giữa trung tâm châu Âu luôn. chính xác luôn. Ở đây có hai trái tim nằm ở giữa châu Âu này, thấy không, nằm ở giữa Pina châu Âu này, đúng luôn, chính xác luôn nè. Rồi để coi, ok, Nè, mai mốt ai có dịp qua Slovenia ghé thăm nhà nhất định của phải như thế, bởi vì bây à. giờ mình là người một nhà rồi, nhất định phải đến Slovenia, nếu mà không đến là không không được đấy, nên là nhất định chỉ mong muốn mọi người khi bắt đầu đến, biết đến hai mẹ con thì bằng cái tất cả cái tình cảm thì chỉ muốn mọi người đến Slovenia để biết và cảm nhận được là thứ nhất con người ở đây tuy là bé nhỏ là cái thứ nhất này, hai mẹ con rất là bé nhỏ này rồi, là nhưng mà tình cảm thì rất là Cả một nhiều trái luôn. tim rất là to, đủ ôm tất cả mọi người. Ok, tụi em hứa với chị là bước chân đầu tiên đến nó sẽ đặt đến đến gia đình của chị. Đúng rồi. À. Ok, vậy thì em cũng chắc để dành ít câu hỏi cho các anh chị em trong đây ha. Các chị em nào có câu hỏi gì có thể ấn ấn bàn tay ha, mở bàn tay lên rồi em sẽ mở đường like cho các anh chị em. Ok, hoặc là chat cũng được. Ok. Chắc là nghe chia sẻ hay quá cho nên là chưa có anh chị em nào hỏi hết. Ok, đây có một, để coi đây. Ok, không phải. Rồi, không có anh chị em nào giơ tay hết. Hôm nay cũng rất là đông người ở trong Việt Nam. Nhưng mà nghe tuyển không mày? Hello? Tuyển hả? Alo? Tuyển á? Hello Chắc là nhiều tay mình không có. nghe. Mình có một câu hỏi đến Rồi. liên với lại chị Thảo hả? Phải là chị Thảo không? Ok. Dạ, đúng rồi ạ. Ok, trời ơi, câu chuyện chia sẻ của hai má con quá là hay mà quá là tuyệt vời luôn. Chị muốn hỏi là để mình như là cái động cơ nào hay là cái lời nói nào làm cho Linh sẽ suy nghĩ lại là hợp tác với mẹ làm nuôi skin. À, cháu cảm ơn câu hỏi của bác. Thì cái điều đầu tiên mà cháu nhận ra khi mà mẹ cháu làm Nu Skin ấy, thì là cái thắc mắc đầu tiên mà khi cháu thấy là tại sao mẹ cháu lại có nhiều khách hàng đến thế. Cháu không nghĩ là mẹ cháu lại nghĩa là có thể là có nhiều người họ họ quan tâm đến cái sản phẩm Nu Skin á. Rồi là đến cái cậu thứ hai là khi cháu được biết thêm về những cái nhà khoa học họ làm cho Nu Skin á, thì cháu có tìm hiểu sâu về hai nhà khoa học sáng tạo ra cái công nghệ Live Gen á. Thì cháu có từ lúc đó thì cháu có tìm hiểu sâu hơn về công ty, về 75 nhà khoa học, về cái công nghệ của công ty, về AgeLOC Me, về sản phẩm scanner, rồi là thêm nhiều sản phẩm nữa. Và cái thứ ba đó là cái sản phẩm thuyết phục cháu rất là nhiều khi mà cháu chỉ có dùng, gọi là khi đấy chỉ có dùng ké của mẹ thôi, dùng ké của mẹ về sữa rửa mặt, hoặc là mascara, mặt nạ rồi là kem á, thì cháu thấy trên da của mình chỉ có dùng, cháu dùng có một tuần là cảm thấy nó khác biệt rất là lớn rồi. Và cái thứ tư nữa là khi mà bắt đầu cháu xem một cái video của anh Đồng Công Du, và cháu nghĩ là các cô chú đây cũng không không không, không lạ gì anh Đồng Công Du, thì cháu thấy là ở Việt Nam có rất là nhiều người trẻ họ làm Nu Skin, mà cái quan điểm của cháu trước khi đến với Nu Skin thì cháu nghĩ là chỉ có phù hợp với các cô các chú thôi, còn là lớp trẻ thì là sẽ không quan tâm nhiều đến Nu Skin. Nhưng mà khi mà cháu tìm hiểu sâu về cái hệ thống Nu Skin ở Việt Nam thì cháu thấy là có quá nhiều người trẻ làm Nu Skin, có anh Vũ Đoàn, có anh Đồng Công Du, có anh Quốc Cường, có rất là nhiều các bạn trẻ rất là trẻ, chị Nam Phương dùng Nu Skin và họ rất là thành công với Nu Skin. Thì cháu mới nói với mẹ cháu là
Ở Việt Nam ý, cái họ họ bị một cái rào cản, đó là ở Việt Nam đa cấp rất là nhiều, và đối với họ thì chúng nghĩ nó là một cái khó khăn rất là lớn đối với những người trẻ làm Nu Skin, mà họ có thể thành công được với Nu Skin. Họ trẻ nhưng họ có nhiệt huyết, họ thành công được với Nu Skin, vậy tại sao con lại không làm Nu Skin hả mẹ? Rồi là ở đây cháu có mẹ cháu là ủng hộ này, mẹ có một lượng khách hàng lớn rồi, mình ở đây mình có cái cơ hội mình được đi tham dự rất là nhiều cái sự kiện cùng với các đội ngũ khác nữa, mà tại sao mình lại không làm Nu Skin? Nếu mà mình bỏ lỡ cái cơ hội này thì là rất là tiếc. Và cháu nghĩ thêm một cái nữa, đó là về cái tương lai của mình ấy. Thì ngày trước thì cháu vẫn 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 có cái ước mơ ấy là cháu muốn đầu tư thêm vào hệ giáo dục của Việt Nam để làm giảm cái tệ nạn nạo phá thai ở Việt Nam. Và nếu mà để đạt được cái ước mơ đấy của cháu á, thì cháu cần có gọi là tài chính, và cháu cần có một chút gì đó, mang một chút gì đó tầm ảnh hưởng về đất nước Việt Nam ấy. Thì khi mà ngày xưa cháu có cái ước mơ đấy thì cháu nói với mẹ cháu là không biết là bao giờ cháu mới có thể thực hiện được cái ước mơ đấy, bởi vì một ước mơ nó rất là lớn và nó cần 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 nhiều thời gian, và nó cần có nhiều thứ gộp lại để có thể giúp cái ước mơ đấy thành công. Và khi mà cháu nhìn được cái cơ hội của mình ở Nu Skin ấy, là Nu Skin nó sẽ đem lại cho cháu một đủ tài chính để cháu có thể làm được việc đấy, và khi mà mình trở thành team elite thì mình có cái tầm ảnh hưởng nhiều hơn, và mình có thể đầu tư nhiều hơn vào 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 hệ giáo dục của Việt Nam, thì nó như một là cái đèn nó chiếu sáng vào cái con đường đi của cháu. Nên là cháu khi mà mình có một mục tiêu và mình có cái ước mơ, mình nghĩ đến cái mục tiêu của mình ấy, thì những cái khó khăn nào đến với mình thì là mình cũng sẽ vượt qua hết, bởi vì khi mình có niềm tin và mình có mục tiêu ở đấy với mình, thì là đấy là những cái một vài mà cháu quyết định làm Nu Skin. Linh chia sẻ hay quá, hay quá. Cái ước mơ đó là ước mơ đó là chị, cô biết là Linh sẽ đạt được. Tại vì cái cách nói với lại cái cách chia sẻ quá là đủ biết là có một cái niềm tin rất là vững mạnh, và đủ biết là cái giấc mơ rất là bao lớn. Thì đúng như là Linh nói đó, có mẹ ủng hộ bên cạnh đó thì mình cố gắng ha, mình nỗ lực. Và sau này mà mấy có chứ có dịp mà sang Maui là mời hai mẹ con qua nha. Ok, rồi vậy là tuyền hết câu hỏi đó. Ok, cảm ơn Tuyền rất là nhiều. Bảo là sang sang Nội Y cho hai mẹ con leo núi luôn nha. Không biết mẹ cho con leo nổi không. Chắc chắn chú Đinh với lại cô Hà lên được, là Bây giờ mọi có người sản lên phẩm được. Nu Skin là phải leo được hết à? Không, mà cái ước mơ mà vừa nãy cháu Linh nêu lên đó, cái ước mơ đó quá là đẹp, rất là đẹp. Cái đó nó phát xuất trong trái tim. Nó mà từ ở trong đó đó thì theo cô nghĩ là không bao lâu đâu là cháu sẽ đạt được nó. Cháu Cháu thì thì cháu cũng cũng hy học vọng. từ lớp 8 là cháu thích học ngành trường y rồi. Chính vì thế mà một cái mơ ước rất là lớn, nhiều khi ngày trước là nói với mẹ thì mẹ cứ là con cứ mơ ước những cái đấy, nhưng mẹ thấy nó khó thực hiện Khó quá, thực hiện quá. nó quá khó luôn. Nhưng mà đúng như Nu Skin tin thì con đường đấy mẹ chỉ mình cố gắng thì Chỉ nó cần nỗ lực là cũng có thể thực sẽ hiện có được. thể thực hiện được. Nu Skin nó cho mình thực hiện được cái ước mơ của mình đó. Mỗi người có một cái ước mơ khác nhau, nhưng mà mọi người đều thực hiện được cái ước mơ của mỗi người. Cái đó nó mới hay, đúng không? Nu Skin nó chỉ là một, nhưng mà mỗi người có được một cái ước mơ riêng của họ, và họ sẽ đạt được cái ước mơ đó. Ok, rồi vậy thì cũng đã hết giờ ha. Thì hôm nay quá là mừng luôn, phải nói là khi mà nhận được lời mời, lời lời coi như là chấp nhận của chị Thảo cũng như là bé Lê, bé Linh đó, em thật sự em rất là vui đó. Tại vì em biết là hôm nay sẽ là một buổi chia sẻ thật là hữu ích và thật là đáng nhớ luôn, và giúp ích được cho châu Âu, tất cả các anh chị em trong châu Âu cũng như châu Mỹ nữa. Ở trong này cũng có rất là nhiều người châu Mỹ nghe nữa. Cho nên là em coi như là em thay mặt châu Âu ha, cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều, và chắc chắn sẽ mời hai mẹ con lại lần tới nữa. À, thì bây giờ chỉ còn có 5 phút nữa để mình có thể mình kết thúc. Thì một lời nhắn nhủ ngắn gọn cho tất cả các anh chị em trong webinar ngày hôm nay, ai cũng được.
Thì lời nhắn nhủ của hai mẹ con đến với tất cả các cô chú làm Nuskin ấy là mọi người hãy đặt cho mình một cái mục đích, mục tiêu và làm Nuskin bằng cả trái tim mình. Và cái câu mà cháu để lấy kết thì cháu xin mượn cái câu mà hôm trước bác Dung có nói với cháu là không quan trọng là mình đi nhanh hay đi chậm, nhưng quan trọng là điều quan trọng là mình bao giờ mình cũng bước tiếp và bước tiến về phía trước chứ không bao giờ lùi lại về phía sau. Thì cái câu này là cháu rất tâm đắc, cháu nghĩ Hay là quá. sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều trong trong cái việc kinh doanh Rất gọn và ý nghĩa. Thêm một lần nữa cảm ơn chị Thảo và bé Linh nhiều lắm nhé. Có gì hẹn gặp lại lần tới. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị em đã vào để mà lắng nghe chia sẻ của hai mẹ con dễ thương này. Em xin Nếu hẹn gặp không lại có ngày hẹn mai. gặp rồi. Ngày mai À. là chương sức khỏe về đời sống nha, rất là hay đó. Cho nên là sẽ trở lại chương trình đó vào ngày mai nha. Rồi thôi chúc hai mẹ con một ngày tiếp tục vui vẻ nha. Rồi châu Âu thì ngủ ngon. Bây giờ cũng đã khuya rồi. Rồi bye bye, xin chào cả nhà. Rồi xin chào Bye rồi. nha. Bye bye.